từ ở Thánh Mẫu chỗ Lộc Phát mình đi về ngang qua cái nó cũng nằm trên đường Nguyễn Cừ luôn các bạn, có cái thác nè, thác cầu đôi nha các bạn, thác cầu đôi Lộc Phát. Đây nè là quốc lộ 20 từ ngay chỗ trung tâm thành phố Bảo Lộc đó, ở ngoài ngã ba đi vô. Đây là đường hướng quốc lộ 20 đi vô nè các bạn. Còn ở đây nè là hồi nãy mình hướng từ giáo xứ Thánh Mẫu đi về nè, để ra quốc lộ 20 đó các bạn. Thì mình đi ngang cái đập, cái thác này nó gọi là cầu đôi Lộc Phát các bạn. Nhìn thấy nó hay hay đẹp lắm. Con thác nó chảy suốt. Chỗ này cũng nhiều chỗ studio và dẫn các cặp đôi đám cưới đến đây chụp hình nữa các bạn. Cái hồ cái thác này cũng khá rộng. Đây các bạn. Cầu sắt, nó cầu đôi cho nên nó đây là một cái nè, đây là một cái cầu nè, đó, rồi ngay chỗ này nó bẻ khúc cua nữa, nó qua bên kia nữa, thì nó thành hai cái cầu, đây các bạn, nó cũng chảy về thác Đam Ri thôi đó các bạn, nước này nó cũng vòng vòng trở về thác Đam Ri thôi à. Đây toàn cảnh. Chiều chiều hoặc sớm sớm chụp hình, nhưng mà chụp ảnh cưới đây là tuyệt đẹp á, đẹp á. Bây giờ mình lục lại coi có ai chụp ảnh cưới đây không. Đó, thác các bạn. Đây đến đây là một cái cầu rồi nè các bạn, nó nối lại rồi nên chắc gọi cầu đôi quá. Đây cái cầu thứ hai nối lại đó các bạn. Đứng ngay mũi tàu, mũi cái cầu nó gãy, khúc này là khúc chữ T. Đây các bạn. Chạy qua cầu mùa mưa chắc trơn trượt dữ lắm, này khó đi à. Mình đi thẳng qua cho hết cầu luôn nha các bạn. Hai xe Honda thì né vẫn được. Đây có cái chạm gì nè. Đây các bạn. Đây các bạn đứng đây chụp view rất là đẹp. Này nó cũng chảy về thác Đam Ri ở phía nhánh ở về phía nam thôi. Đây các bạn. Này chắc đi vô khu dân cư ở trong đó. Đây là nó cái chạm gì các bạn ơi.
cầu bằng sắt này không biết xây từ thời nào, thấy cũng còn tốt lắm. À, được nối lại bởi những tấm sắt. Rồi, thôi đi các bạn ơi. Xong rồi nha.